Công việc cũng bận quá, anh vừa live stream xong á, cái qua bên anh này. Ok. Với lần đầu live stream á, bà con vô quá trời luôn. Làm quá một quá trời, coi như cũng cảm ơn bà con rất nhiều. Và sau khi hết live stream bên này, tôi sẽ là bà con vào cái kênh của KBC Hải Ngoại Nguyễn để mà xem tôi nói chuyện về cái bây giờ nó có hai câu chuyện để mình nói, nhưng mà bây giờ nó thời gian nó không cho phép. Bây giờ tôi chỉ có nói là cái đoạn mà một câu chuyện đi, vì một câu chuyện như này, một con người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà mất dạy với người cha vợ Việt Nam Cộng sản, để kể câu chuyện đấy. Còn cái mà đi vào Quy Nhơn á, thì lần sau mình kể chuyện với anh không, vì bây giờ Ok. cũng phải đi làm một ông già Noel phát quà cho các cháu, thành mình chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đấy. Ô, bình bình nha, để cái máy camera nó xa ra chút xíu, tại vì À, gần quá hả? ok rồi, được, bây giờ rõ rồi, tại vì lúc nãy để gần quá đó, nó làm mờ cái hình đi. Ok. Ok. Bây giờ kể câu chuyện là một con người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mất dạy với một người cha vợ Việt Nam Cộng sản. Năm 1975, một người cha vợ Việt Nam Cộng sản tập kết qua bao nhiêu năm ở Bắc Việt trở vào. Trở lại với cái thời kỳ của một người con gái của một người tập kết. Ông ta có một bà vợ và một đứa con gái. Và lúc đó ông đi ra tập kết thì người con gái đây độ khoảng chừng 14, 15 tuổi. Khi chia tay, không được chia tay với người vợ yêu quý và người con gái, lặng lẽ ra đi miền Bắc để mà theo cái hướng là cái suy nghĩ lý tưởng của mình. Thấm thoát những ngày ông ra đi, bà này ở lại quê nhà cùng với người con gái, bị sự áp bức của những cái bọn côn đồ, những cái bọn mà háo sắc, háo danh, cứ ngày đêm tới điều tra. Điều tra thì ít, nhưng mà nhỏ nghĩ đến cái đích của bà là nhiều. Những cái bọn côn đồ này nó thuộc cái thành phần của địa phương, như mà nghĩa quân, địa phương quân, cảnh sát vân vân. Qua nhiều năm, người đàn bà này chịu không được, đành lòng phải dắt đứa con này xa xứ từ cái Đức Thần Kinh đến cái Đức Quy Nhơn để mà tránh xa cái bọn hảo sắc, hảo danh, hảo lợi này, để đến một cái xứ sở Quy Nhơn sinh sống. Bà ấy đi trước chúng tôi mấy năm. Bà ấy là cái nhịp cầu cho gia đình chúng tôi đến Quy Nhơn. Tôi rất là ghi ơn bà ấy. Qua những năm tháng ở Quy Nhơn, đứa con gái trưởng thành lên độ trăng tròn. Bà ấy trở lại với đất thần kinh để thăm quê hương xứ sở và gặp một người thanh niên sĩ quan Thủ Đức ra trường mang lòng thiếu ý, sung sướng thay cho một người con gái được anh chàng đó để ý và tiếp nhận. Bà ấy không màng trao thân gửi phận đứa con mình cho người sĩ quan này. Suốt 5 tháng sinh sống với người sĩ quan này có 3 đứa con. Thấm thoát trôi qua, cuộc sống rất là hạnh phúc, ok. Nhưng sau cái biến cố 1975, nó xảy ra một cái thảm kịch của gia đình của họ. Như thế nào? Năm 1975, giải phóng toàn nước. Trong lớp khoảng chừng 3-4 ngày sau, xuất hiện một người đàn ông tập kết mấy chục năm. Trước mặt với một người đàn bà xa cách, cái hình bóng của người chồng mình bao nhiêu năm, đó là một cái mà gọi là hạnh phúc nhất của đời họ. Và nhận được lại một đứa con gái. Và
Cho nên rất là thương vì người con gái đau lòng của họ, của ông. Thì khi giải phóng vào, cái người chàng rể này tập trung cải tạo. Thì khi bắt đầu đoàn tụ, một cảnh rất là sung vầy và vui vẻ. Nhưng qua những ngày tháng xăm rối, thì người con gái này với chất những người chồng mình đang còn ở tàu, cải tạo một nơi nào đó mà chưa biết được. Ngày đêm khóc lóc với người cha của mình: "Ba ơi, ba biết anh ở đâu không? Ba tìm cho con đi. Ba cho con gặp anh một lần đi." Người tập ghét này đi vào lần đầu tiên họ từ chối, vì họ là người mà coi tập kết. Khi bước vào một cái xã đó, họ mang một khẩu súng lục, gọi là hồi trước mình kia là súng lục, mang rất là oai phong. Nhưng mà ông từ mấy ngày đầu và mấy tháng đầu ông từ chối, vì ông không muốn là coi dính qua cái thành phần mà của là người sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày tháng được con gái nó khóc lóc kêu vang, đành lòng một người cha để một người con gái mình như thế sao? Ông ấy với nằm một chức vị là chủ tịch của xã, ông đủ tư cách, đủ quyền lực để cầm cái lá đơn này đi lên thăm một chàng rể của Việt Nam Cộng Hòa với một người con gái đi theo. Chàng rể Việt Nam Cộng Hòa này rất là hạnh diện có một người cha vợ Việt Nam Cộng sản đến thăm. Và trong trại đó lúc ấy ông ta là người không phải là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà ông ta là hình tượng của là một người cha vợ cộng sản. Đó là cái ưu đãi của là cái trại giam đã cho mấy. Thành ngày qua tháng lại, suốt cả bao nhiêu năm, ông ta cũng muốn cho người cha rể của mình về sớm. Nhưng chính sách và cái quy luật, luật lệ của là chính quyền thời lúc đó, họ không cho như vậy. Nhưng ông cũng cố gắng là đưa những cái lá đơn đề nghị đi thăm nuôi, thăm viếng. Nhưng cuối cùng ông cũng tìm được cách để mà xin chàng rể về sớm hơn. Với một người sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa mang cái chức thiếu úy là phải cải tạo trên 3 năm. Tùy theo là mức độ tham ô hay tham nhũng tại địa phương đó, tùy theo cái sự tố cáo của người dân đó. Nếu không có cái những cái lá đơn tố cáo thì người sĩ quan nó được về sớm. Còn có những cái lá đơn của là người dân địa phương đó họ tố cáo, thì có dù sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa việc mang chức thiếu úy cũng ở tù 6 7 năm như thiếu úy người công lập, đó là chuyện bình thường. Thành ra khi mà người dân họ cũng nể vào cái người cộng sản này và họ không có tố cáo và không có làm gì anh ấy, để cho thời gian, và người cha này luôn luôn đề nghị lên cái đơn để mà xin về sớm, thì anh ấy được cải tạo là tổng cộng 22 tháng. Đấy. Thành ra coi như là dưới cái sự mà tiêu chuẩn sau khi nhận diện HO. Thời gian về, ông ngoại được làm trong hợp tác xã và làm những cái điều mà cũng cản ở trong cái hợp tác xã, và sống rất là tốt với là người cha vợ, lúc nào cũng đi đến và vui vẻ. Sau khi ra được cái nghị định của HO năm 1998 cho đến về sau, bắt đầu cái cuồng phong của người tham vọng đây đổi ra cái lời lẽ thô tục, chỉ vì không được cái sự tham vọng của anh ấy, thành ra anh dùng cái thái độ chỉ vì thằng cộng sản này mà tao không đi được, tao không được đi Mỹ. Một cái thái độ rất là mất dạy với một người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ăn học suốt bao nhiêu năm ở tại Thủ Đức.
Đấy là Đà Lạt. Cái đồ bài nào? Tham vọng là gì? Tham vọng đời sống và tiền bạc, vật chất. Chỉ vì một cái tham vọng thôi mà lúc cái thời điểm đó ai cũng muốn về sớm gặp vợ con, ai cũng là cầu trời khẩn đất để cho cuộc sống họ là sum vầy với vợ con họ, đó là cái hạnh diện và vinh dự nhất của họ. Đổi lại một cái sĩ quan như vậy đáng là làm sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa không? Quý vị trả lời cho tôi một câu đi, đừng binh nữa, hãy nói sự thật đi. Những cái gì sự thật hãy trả lại sự thật. Tôi muốn quý vị rằng người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ai cũng có người tốt và người xấu. Còn người xấu đó quý vị sẽ lôi ra và nói cho họ biết họ là người xấu. Còn những người tốt họ đã yên phận và làm ăn đến nước Mỹ đây. Họ rất là tốt. Họ rất là coi như là cho tôi kính nể. Năm ấy tôi ở Cali không có một là ông Trung Tá Thành thiết giáp nói cho tôi biết thì tôi đã đi lấy lưu lạc trên con đường sai lầm rồi. Chính là thiếu tá Trung Tá là coi như Thành ông ấy nói cho tôi biết thôi Bình ơi lo làm ăn đi đừng coi như xen vào cái chuyện này. Thành ra lúc đó là tôi sẽ qua đi và bỏ lơ đi và biết được những cái gì mà coi như các ông đã giả dối bao nhiêu chục năm nay. Tôi muốn các ông trả lại cái sự bình yên cho cộng đồng người Việt xa xứ, trả lại cho con cháu mình ngồi với nhau chia sẻ những cái tình thương nào quý mến và cái chất xám của các cháu để trao dồi với nhau để cho nhau những cái gì mà người Việt mình được học hỏi và có hưởng những cái gì tinh tú nhất của đời người sống tại đất nước Mỹ. Đừng nằm trong bài não nữa, ai là bài não nên uống thuốc đi để chữa bệnh cái não của họ trở lại một cách bình thường và tôn trọng những người Việt Nam xa xứ, yêu thương lẫn với nhau, đầm bọc lẫn với nhau và cầm tay nhau đi trên cuộc đời sống mới. Xóa bài làm lại, không nên chấp thù chấp hận, không nên làm cái gì để mà cho đất nước và người dân Việt Nam 97 triệu dân nằm trong cái sự khổ đau và tù tội. Đồ bài nào khi đó mới khiến cho những người mà quay như Trần Hình Duy Thất, Mẹ Nấm, Cù Vi Họ Vị, Cù Vi Họ Vũ, Nguyễn Thanh Hải Điếu Cày, vân vân, Nguyễn Thị Nga, làm cho họ tan nhà bại sản. Và chính không phải là Việt Nam, ở Mỹ đây cũng có người đi theo vì cái tiếng nói đó, vì cái mà sử dụng đó cũng là tan gia bại sản ở California. Đây là sự thật. Nguyễn Phan Hồng một nhà báo phải chứng nhận là biết rằng những người đấu tranh chống cục cực đoan suốt 47 năm nay có nhiều người tan gia bại sản vì cái đấu tranh này. Anh phải công nhận cái điều này để nói cho họ biết và họ biết tất cả những người dân biết. Đây là qua câu chuyện của là cái người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mất dạy với một người cộng sản cha vợ. Đấy là sự thật. Nếu ở chỗ xã làng của tôi nghe cái câu chuyện tôi kể, họ sẽ nhận diện đó là ai. Tôi không nói láo. Xin thưa tất cả các đồng bào, các anh em, các bạn. Đây là ngày Christmas. Bây giờ tôi chuẩn bị lên đường để phát quà cho các cháu và sum họp một ngày chính thức của đất Mỹ đây. Và cảm ơn những cái gì mà họ cho chúng ta được ở, được ăn, được hưởng, được những cái gì chúng ta muốn. Thứ nhất, hãy tôn trọng cái đất Mỹ này. Vì chúng ta không ngoài ra mà cái đất nào chúng ta dân sống được. Hãy tôn trọng đất Mỹ này.
và thực thi theo cái pháp luật của đất Mỹ này. Khi xong, nếu chúng ta còn nhớ về quê hương đất tổ của chúng ta, cha sanh mẹ đẻ, ông bà tổ tiên, dòng họ, dù sao nữa cũng có những người thân của quý vị tuổi thơ năm đó, hãy về thăm một lần đi, để cho cái lòng khỏi bị xót xa, cắn rứt, và cái lương tâm mình cho được thoải mái. Chừng đó là Christmas, cái món quà này tôi sẽ cho quý vị hãy tỉnh giấc đi, đừng làm thêm những cái điều gì mà làm cho bức xúc cái con người của quý vị. Hãy trả lại không gian này cho tốt đẹp, hãy trả lại cái thời gian quý vị đã gây ra, và trả lại tất cả những cái loài người mà xa xứ Việt Nam đến một cái đất nước khác sinh sống. Chỉ cầu mong rằng chúng tôi sống bình yên, vui vẻ, yêu thương nhau, cho nhau, yêu mến nhau, quý nhau và cùng ở với nhau. Bắt đầu ngày này và mãi mãi về sau, tôi sẽ nói những gì tôi biết, nói những gì tôi hiểu, nói những cái gì mà quý vị chưa hiểu, chưa biết. Xin cảm ơn mọi người và trả diễn đàn lại cho nhà báo Nguyễn Văn Hồng. Chúc nhà báo một Christmas rất là vui vẻ và Happy New Year. Vâng, cảm ơn anh Hồ Bình. Ho 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 ho, Happy Merry Christmas and Happy New Year. Ho 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 ho. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi đã